Chào mừng các bạn đến với kênh Bonsai và Cuộc Sống. Hôm nay chúng ta tiếp tục tham quan Festival Bonsai Sinh vật cảnh lần thứ 3 tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cuộc triển lãm lần này được tổ chức rất quy mô, rất bài bản. Những tác phẩm trưng bày tại đây đều là những tác phẩm đã được thẩm định, đã được chọn lọc kỹ càng. Cho nên những cây bonsai ở đây có tính thẩm mỹ rất cao, làm hài lòng quý khách đến thăm. Chúc các bạn có những giây phút xem video vui vẻ, thư giãn và thực sự bổ ích. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ nhấn đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mới nhất tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.